Một chiều cuối năm, trời se se lạnh, trên đường vờ vơ nội, tôi bắt gặp một người phụ nữ tóc xanh đậm ngả màu, bên một chiếc xe đạp cũ kỹ, cổng thùng hàng rong. Trong đôi mắt cô như nhẫn nại, chờ bán xong hàng, một món ăn mà tôi rất thích khi còn là thiếu thời, để kịp vờ bên bữa cơm tối cùng gia đình. Cô lấy cho con 6 bì vậy? Dạ. Dạ, 6 bì 5 ngàn. 6 bì 5 ngàn là 30 ngàn hả? Cái đây là đậu nành, đây là cô mua ở đâu cô? Dạ? Dạ, dạ. Dâu dưa mình ủ hay sao ấy? Mình xay ra hay sao ấy? Đó, một ngày là cô bán được bao nhiêu? Sáng bán rồi hết thì. Hết hả? Chỉ buổi chiều hả? Chiều. Giờ là một hai thùng hả? Là một thùng này cô? Một thùng này. Một thùng là hết là cỡ bao nhiêu tiền đây? Bây giờ là cô bán cái này. Cứ 2-3 giờ hả? 2-3 giờ hả? Thường là tối nhất là mấy giờ là nghỉ còn? 6-7 giờ hả? Dạ. Tôi nhớ ngày xưa hình dáng người phụ nữ với gánh đậu non trên vai đi đến đầu làng cuối ngõ để bán từng bát đậu non. Khi đó rất thèm được ăn một bát đậu non nha bà con, nếu được một bát là ngon là nhấp. Hiện tại bà con mình ai thích ăn đậu non hãy đến ngã tư đầu cầu Bình thôn An Nội, xã Bình Thành, huyện Bình Thành, tỉnh Bình Định để thưởng thức và ủng hộ cô nha. Rất rẻ, rất ngon, đặc biệt khi trời se se lạnh. Ủng hộ cô ơi. Cứ đi ngang. Rồi, chào tạm biệt hết.